Trời đất ơi coi. Anh. Gì em? Anh Lâm anh nhắn tin cho em nè. Ừ rồi sao? Anh rủ tối nay em đi uống cà phê. Ừ đi đi về sớm nha. Anh. Trời. Gì vậy? Anh nói là rủ em đi du lịch anh một tuần đó kìa. Nè anh thấy không? Trời đất ơi thằng này nay nay quá rồi, quá rồi. Ồ đúng rồi, quá trời quá đất rồi. Quá trời giàu, quá trời giàu. Tranh thủ đi với nó đi em. Trời nó trúng số nó mới mời á. Không có dễ gì mà nó xài tiền cho ai đâu. Đi đi em. Đi quá à? Trời. Đi đi đi, trời ơi cơ hội. Trời đất ơi anh ơi, chỉ có em với ảnh nè, không có ai hết trơn á. Chắc chắn rồi, nó dễ gì mà mời người thứ ba. Nó gheo lắm em ơi. Đi nó đi. Không có, cái vấn đề ở đây là em thấy ảnh có gì đó với em. Anh không thấy kỳ hả? Đi du lịch hai người mà một tuần, không thấy gì kỳ hả? Anh thấy chừng nào mà đi hai tuần mà một người mới kỳ. Mà em là bạn gái của anh á. Thì đúng rồi. Anh không ghen hả? Em đi du lịch chứ cái gì đâu ghen. Trời ơi. Trời đất ơi. Anh ơi. Gì nữa? Anh nói anh sẵn cái dịp này rồi, anh tỏ tình anh cua em luôn kìa. Trời ơi, nguy hiểm quá anh à. Đúng rồi, anh phải chửi đi. Nói bạn gái tao có người yêu rồi, chửi nó liền. Ha ha ha, giỡn với tao hả mày? Tao rành mày lắm. Ký tên. Anh quá rành này nó giỡn. Khoái ghẹo anh lắm. Ở đó mà ghẹo được với anh á, tào lao. Đi đi, kỳ này đi với nó. Đi mà có dịp á, em coi đi 10 ngày, 2 tuần về cũng được nữa. Anh không biết ghen hả? Ghen gì em, bạn bè thôi mà ghen gì. Bây giờ em năn nỉ hết luôn á. Coi gì? Như là em quỳ, em gian xin anh đó. Anh ghen giùm em được không? Một chút xíu thôi, ghen nhẹ thôi, liếc gì mắt đưa tình chửi xối xả vô mặt em đi. Thôi em ơi, em bớt tào lao mà anh đi ghen cái gì? Có gì đâu mà ghen. Em có làm gì đâu mà anh ghen. Có. Chứ anh cũng có biết ghen đâu mà ghen. Em đang nhắn tin với trai nè, thấy không? Thôi thôi em ơi, trời em đi em cho anh coi tivi được không? Đi đi, đi chơi với bạn đi, nói cho đã rồi không đi à. Em đi thiệt cho anh coi, chống mắt lên coi nè. Anh nói là anh tới anh đón em liền nè, cho anh biết. Đi cho biết. Ủa Lâm, tới tới hả? Chào bồ. Chào tới. Em trời đất ơi, hẹn đi chơi giờ giờ rất là chậm chạp dữ vậy đó. Anh tặng cho em. Em cảm ơn anh. Trời ơi lãng mạn dễ sợ luôn. Cái nhà đi chơi á, rồi có biết kiến thức chưa về mấy cái mà vụ mà ăn cái gì ở đâu rồi bút phòng khách sạn chưa? Nên liên hệ tôi, trời ơi, để không người ta tính mắt mình. Tôi chỉ cho mấy chỗ bút khách sạn nhỏ nhỏ mà rẻ, không gian tối nó ấm cúng, thậm chí chẳng cần hai giường nữa. Thế một giường rồi tiết kiệm được nhiêu tiết kiệm để dành mình đi chơi chỗ này chỗ kia. Dễ sợ. Em đi thiệt á. Ta tới đây rồi em giỡn người ta hả? Lẹ lẹ để đóng cửa nè. Đi anh. Con đi chơi mà còn mặt mày vậy sao vui được. Đi vui nha Lâm ơi, nhắm con quà vậy tôi nha. Ghê được đi em. Anh nói em nghe đi, anh không biết ghen thiệt á hả? Ghen gì? Trời đất ơi, từ trước tới giờ chỉ có người ta ghen với anh thôi, chứ anh làm gì phải ghen với ai. Ôi anh hay quá vậy. Vậy thì mình chia tay đi, anh đừng có quen em nữa. Cái kỳ vậy em? Sao em mới thấy người kia làm gương chưa? Tự nhiên cái giờ rồi chia tay là sao? Vậy mình không hợp nhau đâu, mình chia tay đi anh. Em biết ghen rồi phải không? Phải. Đi ra nhớ đóng cửa. Quá đáng thiệt mà. Quá cái gì? Giờ trộm cướp mà lộng hành dữ lắm. Còn hỏi tôi biết ghen không hả? Còn phi á. Sao vậy? Mấy người kia đi hết chưa? Đi hết rồi. Nhớ em quá. Thì không. Sao không? Trong tất cả mọi người, anh lạnh thương em nhất á, biết không? Ủa mà anh không biết ghen thiệt hả? Trời đất ơi sao không?
con người chứ đâu phải là con gì đâu mà không biết ghen. Khi mà cái người mà mình ghen á thì chắc chắn là mình phải yêu họ mình mới ghen được, em hiểu không? Ừ. Anh không có yêu ai hết trơn á, anh chỉ yêu mỗi mình em, cho nên anh chỉ ghen mỗi mình em thôi đó. Thiệt á hả? Sao không? Nè anh nói trước đó nha. Sao nè? Không được làm gì để anh buồn, thấy không? Anh mà ra đường mà thấy ai á, trai nào mà sắp sáp gần em á, thì anh buồn anh giận đó. Rồi ai mà đụng chạm với em thì chết với anh. Nói về tình yêu á, anh là một bụng. Đúng rồi. Xét về cái phương diện tình yêu, khi mà yêu một người á, em sẽ cảm thấy khi mà ở bên cạnh người đó thì toàn bộ cái không gian nó gần như là mình quên lãng. Mình chỉ có một màu hồng thôi. Mình chỉ cảm nhận được cái từng cái hơi ấm, hơi thở của người đó. Chưa kể là mỗi lần mà kiểu mà đừng cảm như nè, là có tim nó đập bụp đó, em coi nè, tim đập bụp nè. À, em hiểu anh nói rồi. Ý anh nói á là khi mà mình yêu một người á thì khi mà bên cạnh người đó là mình chỉ biết tới một mình người đó thôi, đúng không? Đúng rồi. Và lúc nào mình cũng có cảm giác là muốn được quan tâm, muốn được chăm sóc, lúc nào cũng chỉ bên cạnh một mình người đó thôi, đúng không? Chính xác. Anh sao trời nghe? Ơi cảm ơn anh nha. Có gì đâu. Bây giờ em hiểu rồi. Ừ. Bây giờ em mới nhận ra là em đã biết yêu rồi. Quỷ không? Bây giờ mới biết yêu hả? Đúng rồi. Trong khi anh là anh yêu em lâu lắm rồi đó. Dạ, người em yêu là anh đó. Em mới nói gì với anh vậy? Em yêu anh Lâm, bạn của anh á. Tại vì sau khi mà nghe anh nói xong á, anh bảo là khi mà ở bên cạnh người mình yêu, mình sẽ có một cái cảm giác rất là lạ, mà lúc nào mình cũng muốn được quan tâm, chăm sóc. Và mình sẽ ghen khi mà người ấy gần một người khác. Em hiểu rồi, cảm ơn anh. Chỉ là bây giờ em đã nhận ra là em đã biết yêu rồi. Thiệt chứ hả? Trước giờ á, mà tình cảm của anh đối với em á, em thấy mà anh ghen với em á, thì thật ra là em cũng ngại lắm. Em ngại lắm. Tại vì em không có tình cảm với anh, mà em có tình cảm với một người khác. Đó, thôi. Thì hôm nay cảm ơn anh đã giúp em nhận ra tình yêu của đời mình. Bây giờ thì em phải đi theo anh Long rồi. Cảm ơn anh nhiều nha. Khoan nữa, em đi ra ngoài á, anh nhớ đóng cửa giùm em nha. Dạo này trộm nhiều lắm á. Bye bye. Anh Long ơi. Em. Anh Long. Em. Trời ơi, con người mà ai không biết ghen. Vậy là quả báo tôi hả trời? Chào chị. Tình hình là như vậy, chị muốn góp ý cho em một số việc. Thời gian qua em làm việc trong cái quán này thực sự là có những thiếu sót, nhưng mà bù lại em chăm chỉ thì cái mặt mạnh của em sẽ bù qua được cái mặt yếu của em. Nên chị cho em một thời gian nữa thử thách nữa. Cảm ơn chị nha, em có vui lắm mà. Chị có sao không? Chị nói em đừng có nhìn ra sau lưng chị nha. Ok. Thấy ai cái người đó? Kỳ kỳ sao đâu. Trời ơi, nhìn qua lúc từ nãy giờ chị đang làm việc mà nhìn suốt. Tôi nói phụ nữ mà có nhan sắc một chút xíu á là đàn ông theo nườm nượp à, khổ tâm lắm. Cái gì vậy? Bị cái gì vậy? Mắc cỡ xấu hổ á. Dễ thương quá à. Dễ thương. Tôi thấy hai người là hai cái khác nhau hoàn toàn, không có được. Tình yêu là không có phân biệt cái gì hết. Khi mà ông đưa cái bức thư tình của tôi cho Lan rồi, bảo đảm Lan sẽ chấp nhận, vì bức thư đó tôi viết bằng máu và nước mắt. Giờ ông có giúp tôi không? Rồi, coi như tôi giúp ông lần này. Nhưng mà tôi nói trước, nếu như mà sau này có chuyện gì xảy ra, đừng bao giờ đỡ thừa tôi nha. Làm gì có chuyện gì xảy ra? Thì tôi nói vậy đó. Đối với tôi tình yêu là tất cả. Nè nè, kỳ này bảo đảm thành công. Lá thư của tôi để chẳng lấy ra Lan đọc và Lan mê liền. Thư gì đó của ông? Thư đó, thư của tôi đó. Lan sao?
thư của ông tôi bỏ rồi. Ủa sao bỏ thư tôi? Thư của ông thi gớm sao bằng thư tôi được. Trời, ở trong là có cái câu thơ cạch tâm đắc dữ lắm á. Câu gì vậy? Nói nghe coi. Ngày em đi chó đẻ 5 con, anh lấy tên em đặt tên cho nó. Mắt em tròn xoe như mắt nó, mỗi lần nhìn nó anh lại nhớ em. Hay không? Tào lao. Thư gì mà có chó á, mà chó đẻ nó ghê nữa. Hèn chi tôi bỏ thư ông là đúng rồi. Ông tin tôi đi. Chó là một. Ông tin tôi đi. Tôi quen ông biết bao nhiêu năm nay ông phải tin tôi chứ. 30 mấy năm chờ tôi cô gái, tôi dồn hết tinh túy thư vô trong cái lá thư đó rồi. Ông thử chích đơn giản. Ông thử chích ra một cái một đoạn trong lá thư đó coi. Một đoạn đơn giản thôi nha. Ừ. I love you. Hết. Trời sao ngắn gọn vậy? Trời ơi, bây giờ con gái ngắn gọn thì nó mới thích chứ nói nhiều quá nó đâu có thích đâu. Hay quá luôn. Vậy mà tôi nghĩ không ra. Hay quá. Đau. Trời ơi, khỏe mạnh gì mà phổi hư. Ê, nó mắc cỡ mà không chịu đâu. Lấy chở tao, chở tao. Cái gì vậy? Quá cười lãng. Ai gửi gì cho Lan vậy? Chị ơi, cái này là cho chị à. Cái gì? Quà gửi Lan. Chị có người yêu hả? Người yêu chưa có, nhưng mà người theo đuổi thì nhiều lắm. Ồ. Em ơi, anh muốn làm gấu cho em ôm suốt đời. Trái tim anh em đã lấy đi rồi, thì hãy trả trái tim của em lại cho anh. Trời ơi, ngôn tình quá. Ngọt quá à. Lan ơi, anh yêu em. Nếu em không phiền, anh muốn mời em ở một nơi chỉ có em, có anh, có gió và có bông. Lãng mạn. Cho phép anh được giới thiệu về mình qua Facebook. Văn khờ. Khờ gì yêu em. I love you. I love you too. Văn khờ. Văn khờ. Văn khờ đúng là ảnh rồi. Sao vậy? Sao vậy? Bị cái gì vậy? Bình thường anh coi. Không biết nữa. Có gì đâu mà rung dữ vậy? Vậy bây giờ cách đông là chắc chắn được không? Được. Tôi đã nói cái chiêu này là chiêu cuối cùng rồi. Chắc chắn là phải được. Hồi hộp lắm luôn. Biết rồi, hồi hộp mà nói chuyện không ra hơi là tôi biết rồi đó. Cái cách mà nói giống như ông nói vậy đó, được không? Được hết đó. Bây giờ cái trang này là trang cuối rồi. Trang cuối? Cái này. Nói như trang như vậy. Ok. Nghe lời bạn. Tôi tin anh đi. Tôi tin ông. Cố em lên. Chưa hẹn rồi. Chị ơi, chị tôi nói chúng ta đi đảo hả? Hôm nay chị sẽ đưa em đến đây để chứng kiến cái ngày mà chị được tỏ tình đó. Để cho em hiểu được tình yêu ở Việt Nam rất là lãng mạn. Hôm nay chàng hoàng tử của chị sẽ ôm gấu bông tặng chị đó. Ghê, em muốn tẩy hả? Bây giờ phải chụp dài tấm hình để kỷ niệm. Ồ, chị nhìn đẹp lắm rồi à. Lan, anh không cần ăn, không cần uống, không cần thở oxy luôn. Như anh có không thể nào mà không ngửi mùi của em. Honey, tặng em đi. Em đồng ý. Wow. Sao vậy? Hình như có sự hiểu lầm á. Cái này tôi tặng cho Lan. Lan là em nè, em tên Lan. Trời ơi, hiểu lầm cái gì? Hôm bữa trong quán á, anh ngồi anh nhìn em mà. Em biết rồi. Đây là Lan đúng không? Lan, Lan. Thôi, còn tôi nhìn là nhìn bên kia Lan luôn mà. Lan kia kìa. Em tên gì? Em tên Lan. Là Lãng hả? À, Lan. Dạ đúng, dạ đúng. Em tên Lan. Dạ đúng. Không, đâu có Lan nào, chỉ có một mình em là Lan thôi. À đây hả? Đây là Linh. Linh Tây. Còn em là Lan Ta. Linh Tây, Lan Ta. Hai bên một trời một vực khác nhau lắm mà. Linh Tây. Ừ. Lan Ta. Đúng rồi. Lan. Lan kia hả? Thôi anh đừng nói gì nữa. Em biết á, có những người đàn ông á, người ta nhút nhát. Nó là ở trong ngôn tình, lúc này người ta sẽ hôn nhau đó. Ai đâu ơi cứu, ai đâu ơi cứu.